Ôm nó lên á. Từ từ con chết bây giờ. Bây giờ. Bốn đứa rửa đồ vào đi nha. Nó mạnh quá. Cái này mạnh lắm nên nên anh thả xuống nước là bơi cho mạnh lắm. Thôi con từ từ. Được rồi. Chui với kẹt chị ai vậy đổ luôn đi xong đổ nguyên bọc luôn nữa. Đổ nguyên bọc đi. Em đưa ra xuống xong em đưa từ từ thôi em để anh chụp cho rồi nè thấy không dung cầm quay em đứng rung nha ngồi im nè đứng chỗ vậy đó rửa vung tay. Thả hai bé ra kìa. Không cần nói luôn á. Còn muốn phóng xanh xuống sông không? Đi bắt đúng không? Ừ. Ảnh nó ra đi. Như cá này có trứng nhiều lắm nha. Không, cái cá bự bự vậy là nó có trứng. Con đó xanh đê. Ủa sao kỳ này không mua cá nhỏ ta? Thôi kệ mua cá bự đi có chứ. Rồi vô một cái chứ. Thôi từ từ nè. Từ từ ra nè. Còn không? Nè lo ra cho Dung nè. Như bị là đèn vậy má. Thiệt con này. Rồi đè lên thấy gì vậy đó? Chỗ Dung á. Trời ơi. Mày ra thảy xuống sông luôn đi. Không xanh đi đầu thai kiếp khác. Không phải nữa là em cò đâu. Cò nó nằm trên cu à. Ở trên bờ thì không chịu đòi ra, mà xuống sông rồi đòi ra. Từ từ đi không xanh. Đâu trên bờ nó đòi ra em bỏ vô lại á. Rung biếu. Nó khôn lắm. Trời, bà Dung ơi, nó bắt phóng xanh nữa. Tại sao không cầm cắt cho nó đi trời, đợi nó cắt tới kìa nè. Phóng xanh mà. Cầu nguyện đi con, cầu nguyện đi. Dung cầu nguyện là kiếp này con được tắm chồng khi con thả nghe không? Cầu nguyện kiếp nào bà đi đâu con anh, đi theo anh, đó anh, nha. Anh quay thôi bác. Chết rồi. Cầu nguyện kiếp nào bà đi đâu con đi theo đó nha. Về tắm lại cái đầu chứ. Không? Không thấy mùi gì luôn. Kiếp nào bà đi đâu con. Tèo nó có chữa đó Dung. Bự quá, bụng bự quá trời. Cầu đi con thả mấy người cho con có từ tóc chồng có con. Mà thả cái iPhone 12 rồi bắt xuống luôn đi. Thả thôi được vậy. Bắt quá, nó sợ rất vậy phải không? Vậy nước rồi không? Phải không? Ờ, cá bự không? Gì? Không biết con cá gì bự cái ta. Cá nó bị chì ra, nó chảy vậy. Nó đó. Trời ơi, lụm lên. Bắp xuống bắp để ba. Ờ, sao mà nó văng xuống sông luôn đi. Dạ. Rồi qua xuống. Có đi cá mạnh ghê ha. Cá này mạnh đó. Rồi cho bà ơi. Rửa rửa nước xong đi, rửa xong đỡ đây nha. Rửa nước xong đỡ đây. Cho nó đứt ra. Ba
mới rửa nước xong. Rồi mang chén nước rửa tay theo. Các mang anh làm hai. Ê, trong có xe có. Bấm dừng rồi.